Ok nha anh em, mình sẽ vô trận luôn nhé. Ok, mình cứ vào game đã. Đây, mình hơi bết anh em ạ. Mọi khi sinh tồn quay đây nhỉ, chăm chỉ lên chứ không về mấy nữa mà vào thường cây để chết em, không kịp mà đỡ được còn chưa màu đây. Đấy là trong trường hợp em phải chết. Tôi thế cũng được. Yo. Giờ là đang hồi sinh mà lúc nào mới được gọi là hồi sinh, hồi sinh là lúc cảm thấy quá đủ, không cần phải cố gắng nữa. Thẳng lời, vừa là công việc vừa là đam mê, còn món ăn á đều là một trải nghiệm. Mà ăn nhau thì cái nào cũng thường chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng rằng mẹ bố là hạnh phúc một cái ra ngoài kia đó, mình ăn được ba bữa giống như người ta, không một mình làm gấp người ta gấp bốn lần là mình. Mình đã thành công rồi, mình phải học cái gì hả? Đây nha, là mình thất bại quá, không có kẻ khỏe nữa, hồi xuân luôn sự kiện sau cần không có gì ta sẽ hồi xuân là phải là mình đã có tuổi rồi, mình đã trải qua, mình đã không có đi chơi nữa, giờ mình đi chơi trở lại thì mới gọi là hồi xuân, chứ không phải giống mấy con đĩa cộng đồng mà từ 15 tuổi đến 40 tuổi vẫn còn nằm ở trong vũ trường bán nhậu á. Cái đó là bất thành của mình. Đi xuống là mấy con ngựa nó máu lửa, nó không ai dám thần phục nữa. Ok. Chạy từ sân này đến sân kia, đến sân nọ nữa, nói chung là sân nào nó cũng không có về. Cái tuổi ăn chơi của em mà nó nhiều hơn nữa cái tuổi đời của em, là em phải nên tự kiểm thảo lại. Mình muốn kiếm mấy cơ hội xuân đó là mình phải đi ra ok như là đi ra cái vũ trường Việt Nam đó, quận Cam Cali này có cái vũ trường gọi tên là Blue, là cái hết của mấy cơ hội xuân đại học.
thứ kiếm là đó. Ok. Nguyên một cái buổi ca nhạc gần 300 người khách mà không có cái tôn nào giải phóng trình tụ. Đi vô đó mà gặp mấy tôn nào mà 35 tuổi là mừng chết mẹ luôn. Hồi đó mình đi vô vũ trường mà gặp mấy em 18, 19 tuổi là mấy em đó mới ra đường chơi. Còn bây giờ đi vô đây mà gặp em nào mà 35 tuổi là mấy em đó mới trở lại đường chơi. Ok nha. Lý do nào mà mấy cô lại hồi xuân? Hồi nhỏ bé mới lớn là một thằng là bị gia đình ép cưới, mà bị gia đình chồng con ép thành bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cầu thủ lớn mấy phút rồi thấy bóng quỷ. Ok. Ok, ok. Mấy con tiền phí bốn cái tiền á. Công nào cũng được cái dắt đi vũ trường cầm cho rủa. Rồi đau đó nha. Nghe nhạc cũng đi chán. Còn mình ở nhà mẹ cầm bình sữa cầm mở vô nghe nhạc đi sát. Bị sợ tu 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 tu. Bị sợ tu 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 tu. Bị sợ ok nha. Revival point here. Resources here. Thanks. Get long cooldown. Help
me! Ok. Đâu? Tại sao mà lại chọn mấy cái điểm như vậy ta? Đúng vậy, mỗi người tự triple kill. Help me. Quadra kill. Skill on cooldown. Thanks.